Gấu. Ê, gấu có đây. Gấu câm lặng lượn vào Nain. Nain không thể chém được vào với cái tụ nguyệt trảm anh đã đủ khiến đối phương phải về. Và khi thấy Nain thì chắc chắn con rồng đầu tiên sẽ thuộc về cho đội tuyển Việt Nam. Làm choáng được Win hay không? Chúng ta sẽ quyết định băng trụ trong pha này. Win đang bị tấn công. Win hồi máu. Win đã không thể sống được trước sự tấn công đến từ Ellie. Rất hay đến từ pha băng trụ vừa rồi của Proe và Ellie. Chính xác là pha đánh người sao trụ và chúng ta muốn đánh làm tiếp. Làm choáng có ADC ở đây. Và Star sẽ phải nằm xuống trong pha húng lưu này. Có thêm Nain nữa. Ellie đang đẩy cho hai người khác phải về và chúng ta có thêm trụ đầu tiên. Vẫn là phong cảnh đánh hổ báo nhất trường mẫu giáo đến từ Ellie. Một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Đội bạn muốn gây bất ngờ cho chúng ta. Nhưng chính bất ngờ đó đang khiến đội bạn gặp khó. ADC, anh ta lao lên. Và Winner phải nằm xuống. Một lượng sát thương quá khổng lồ và kỳ bí đó đã diễn ra trong pha vừa rồi. Cái trụ bị tấn công, Proe còn chiêu cuối sẽ có thể về được, thậm chí quay trở lại và làm choáng được Nain. Lao lên tấn công và ADC có điểm hạ lục. Anh ta quay ngược trở lại tấn công tiếp vì đây là có cả Ellie nằm xuống cũng được. Nhưng băng trụ và Star đã phải nằm xuống. Thu vào đường trên, gấu tù trụ thành công khi Frentino cũng không làm được gì cả. Chúng ta đang có tới 90% chiến thắng trong trận đấu này rồi. Hãy tạm gọi đây là cơn điên của ADC. Và có một chiêu hồi máu, Ellie đang cố gắng bắn quay ngược trở lại trả sát thương. Nhưng Nain đã lui về được nhà. Nhưng khu vực đường dưới thì sao? Có một cú ủng hộ tốc biến lên và đâm và chém đến từ gấu. Gấu băng trụ nhưng gấu sẽ phải nằm xuống mà thôi. Và đổi ngược lại chúng ta có gì? Chúng ta có tất cả dàn trụ ngoài của bên phía đối phương. Con rồng khạc thẳng vào trụ rồi. Du dân sai rồi. Chúng ta có một đường ở khu vực đường trên. Đang muốn thắng luôn thì phải đẩy ra khu vực đường giữa. Proe hồi máu cho đội mình. Chúng ta tấn công thẳng vào, có làm ở đây nhưng đội bạn không có tầm đánh xa. Không Proe em vào và trận đấu đầu tiên. Chúng ta đã chiến thắng trận đấu đầu tiên này. Một trận đấu hủy diệt dành cho đội tuyển của Việt Nam. Không có cửa đâu. Và ra trận cuối cùng đội bạn bay quá ngắn. Đúng như Trương Huy nói, đội bạn bay quá ngắn.